mình không thể nào dùng từ ăn theo, dùng từ bắt chước trong trường hợp này, bởi vì đây là một cái giá trị phi vật thể và mình không thể nào lấy thước đo và những cái từ không hay đó để có thể áp đặt vào trường hợp này. Mình đừng có dùng những từ không hay đó để có thể làm chùm bước. Em dù bên đông hay là bên tây, em chạy về đâu cũng là như nhau, là dù bên đông hay là bên tây, dù ở đâu khiến em đau lòng. Dứt ra khỏi con người của em lắm, tại vì em đã tiếp xúc với nó từ hồi nhỏ rồi. Và nếu mà tính mà kiểu cụ thể luôn á, là em đã hát cái dòng nhạc quê hương được 10 năm rồi. Cho nên là dù gì đi chăng nữa thì trong cái máu mình nó vẫn còn cái chất truyền thống đó. Và kể cả em nghĩ con người Việt Nam nào cũng có cái tính dân, cái tính truyền thống dân tộc của mình ở trong đó cả. Cho nên em không có sợ nó sẽ bị mai một hay là bị những cái thứ khác lấn át nhiều quá. Giống như tất cả mọi người có thể thấy là trong cái đoạn cuối, cái đoạn mà em lấy âm hưởng từ ca trù của Việt Nam, đó chính là em dù bên đông hay là bên tây, em chạy về đâu cũng là như nhau, là dù bên đông hay là bên tây, dù ở đâu khiến em đau lòng. Và đó chính là Việt Nam. Và em nghĩ cái đoạn đó là ý đồ của em cũng như là tất cả các niên táp là lặp đi lặp lại rất nhiều. Cái câu chuyện của Phương Mỹ Chi ở đây không phải là ăn theo hay là chạy theo chị Hoàng Thị Linh hay là đi táp cho những cái màu sắc xu hướng âm nhạc này, mà mình hãy hiểu nó là một câu chuyện về tiếp bước giữa thế hệ Gen Z tiếp theo mình làm câu chuyện về văn hóa. Cái hoài bão của em thì hồi thời trước nó chỉ là dân ca, nhưng mà đã gộp chung với những cái con người tài năng ở đây thì nó không chỉ dặm nằm ở dân ca được nữa, nó phải đi đến từ dân tộc. Không những là Gen Z hay là Gen Y, Gen Alpha gì như chăng nữa, thì mình cũng nên tiếp nối, mình gọi là kế thừa những cái gì mà liên quan tới truyền thống dân tộc Việt Nam. Mình không thể nào dùng từ ăn theo, dùng từ bắt chước trong trường hợp này, bởi vì đây là một cái giá trị phi vật thể và mình không thể nào lấy thước đo và những cái từ không hay đó để có thể áp đặt vào trường hợp này. Cho nên em mong tất cả mọi người một lần nữa mình hãy ủng hộ và khuyến khích, không chỉ riêng Phương Mỹ Chi mà tất cả các bạn đang làm nghệ thuật sẽ tiếp tục tiếp nối và phát triển cái truyền thống dân tộc của Việt Nam, chứ mình đừng có dùng những từ không hay đó để có thể làm trùng bước các bạn. Cũng giống như biết bao người ngồi dưới đây thì nhóm Liễu Lo thực sự là một cái bầu trời tuổi thơ của tất cả mọi người cũng như là của Phương Mỹ Chi. Và cái ý tưởng này là xuất phát từ anh Ben Phạm, và anh đã gợi ý cho Phương Mỹ Chi là mình sử dụng câu chuyện Tấm Cám. Đây là một câu chuyện cổ tích mà không thể nào mà hay hơn và tuyệt vời hơn nếu mà mình được mời nhóm Liễu Lo để kể những câu chuyện cổ tích này. Nhưng mà với cái version Tấm Cám này thì nó rất là đa vũ trụ, nhiều cô tắm ở nhiều vũ trụ khác nhau và có cả lọ lem nữa. Và Chi nghĩ đây là một cái câu chuyện Tấm Cám hoàn toàn mới và dành cho thế hệ mới. Cho nên là cái việc mà nhóm Liễu Lo xuất hiện ở khúc cuối nó giống như là một cái sự bảo vệ cái cốt lõi của câu chuyện nhân văn của mình, nhưng mà là kể theo một cái hơi thở khác, một cái hơi thở mới. Cho nên quý vị cũng có thể thấy là cái giao diện cũng như cái hình ảnh của các cô chú trong nhóm Liễu Lo đã được gặp những bộ đồ khác hơn, kể câu chuyện khác hơn. Nó cũng là một cái mong muốn của Phương Mỹ Chi là mọi thứ đều sẽ tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn sẽ giữ cái cốt lõi. Đó là lý do mà Phương Mỹ Chi đã cố gắng rất là, thực sự hồi nãy lặp lại thêm một câu nữa là liều ăn nhiều. Là thực sự khi mà nhấc máy lên gọi cho tất cả các cô chú ở trong nhóm Liễu Lo là con hoàn toàn không nghĩ là các cô chú sẽ bằng lòng để mà tham gia dự án này với con.
nhưng mà do là con quá khao khát đi. Và có một lần là con phải rất là căng thẳng và con ngồi ở nhà, con cảm thấy là lịch trình để mà sắp xếp cho cô chú cũng như là sắp xếp lịch trình cho con và cả một ekip gần 100 người để có thể quay cái MV này, con cảm thấy rất là khó khăn. Và đã có một lần con đã muốn bỏ cuộc. Thật sự là lúc đó con đã muốn bỏ cuộc. Nhưng mà con đã, khi mà con xem lại và con bàn ý tưởng với anh Ben đó, anh Ben là một cái người thúc đẩy con và kêu là cố gắng như thế nào đó để mà có thể giữ được cái ý tưởng này. Tại vì cái câu chuyện tấm cám mới này không thể nào nhân văn và ý nghĩa hơn nếu mà thiếu lời kể của nhóm Lưu Lo. Cho nên là thật sự con cảm ơn bản thân con vì lúc đó con đã giữ được chính kiến của mình, cũng như là một lần nữa con xin cảm ơn cô chú vì đã tham gia dự án này với con. Với một cô gái như con để mà thoát ra tất cả mọi thứ gọi là bị cũ kỹ 10 năm đóng đinh, mình với cái hình ảnh đó, với cái dòng nhạc đó để có một bước chuyển mới hơn thì thật sự là khó. Ngay cả những đại ngôi sao đã từng có những vị trí rất lớn muốn làm mới mình, bước ra khỏi cái vòng hào quang đó để làm một cái gì đó mới hơn, ai nói cũng được, thực hiện vô cùng khó. Quá giỏi và quá can đảm để làm những việc này. Những bước đi đầu tiên của những người mở đường hay những lần thử nghiệm lúc nào cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái gian khó. Nói cho dễ hiểu nhé, ngày xưa không ai nghĩ Phú Mỹ Hưng bây giờ con làm vậy trơn á. Đó là một cái đống cỏ rác rất bình thường, sự lầy không à, không ai nghĩ tới trơn á. Bây giờ thấy nó ngon làm gì không? Thì con làm thêm mấy cái nữa cho người ta sợ chơi nha. Thì nó tạo ra trend á, trend lúc nào cũng sẽ khó vô cùng luôn. Và với cái sự thay đổi và dấn thân và chịu chơi, chịu chi cộng với những cái người đồng đội và tâm huyết như thế này thì chú nghĩ rằng là một MV này nó cũng chưa đủ để trả lời tất cả những sự cố gắng của người Phương Mỹ Chi và sự thay đổi. Chúng ta hãy tiếp tục đón chờ các khán album hoặc là những sản phẩm tiếp theo nữa để cho mọi người thấy rằng là với một cái sự nghiệp đã có vững chắc như vậy mà họ đã dám ngồi xuống nói với nhau rằng là để bước qua một cái địa hạn mới, một lãnh thổ mới để thành một người công dân mới ở đó hoàn toàn, chứ không nào là một nữ chúa nhỏ nhỏ ở một cái địa hạt nhạc dân tộc. Mình có rất là nhiều những cái điều kiện thuận lợi và những cái mọi thứ là ngon ăn cứ dậy cứ đi hát hốt thôi đó, nhưng mà mình con vẫn sẵn sàng làm cái gì thôi mới mẻ hơn. Thì chú chúc cho con cũng như là ekip sẽ tiếp tục có những cái bước đi vững vàng hơn, mạnh hơn nữa, và chú chắc chắn sẽ là người đầu tiên đăng ký ủng hộ con và đi ta. Cái kèo mà vui vậy, hay vậy, giỏi vậy, không có mặt gì chứ. Thì trong MV này không có dây gì ghẻ. Thấy đó, cháu em có sự trưởng thành đấy nha mọi người. Thật sự đó, khi bạn kêu con, chắc nãy chúng mình về coi lại á, dì với chị Triều Lâm ở đây la làng 2/3 MV là hai đứa ngồi khóc rồi. Và dì cảm thấy là hôm nay á, con đứng ở đó trước mặt tất cả rất nhiều người lớn ở đây, một mình con rất bình tĩnh xoay sở trả lời từng câu hỏi một, lễ phép lịch sự, biết trên biết dưới, biết tri ân tất cả những người nào từng bộ phận một, từ làm tóc tới make up, từng người đã làm cho con có ngày hôm nay. Vì rất là tự hào của con khi con cũng đã từng hứa với dì, con làm gì thì làm, con không bao giờ bỏ ngũ cung, không bao giờ bỏ dân ca, con vẫn sẽ mãi. Cái đó là dòng nhạc nó chảy trong máu con rồi. Con phải giỏi hơn nữa, con phải xịn hơn nữa. Và rất mong tất cả các anh em bên cạnh Chi sẽ luôn đồng hành cùng Chi. Và Chi đợi một ngày đẹp trời, Chi lại mời dì tới đây ngồi xem một cái sản phẩm nữa. Và có tình yêu thì nhớ nhắn cho dì ha. Chúc mừng Phương Mỹ Chi, xin một tràng pháo tay thật tuyệt vời. Xin mời mọi người hãy cùng đến với một tài lẻ nhỏ của Phương Mỹ Chi trong ngày hôm nay.